Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Giờ mình sẽ tiếp tục đánh bớt mực các bạn. Bớt mực ngày thứ 9 nha. Ngày thứ 9 thì hiện tại thì mọi người đang dồn thịt để đam bớt mực bạn. Hiện tại thì mình có để dành hiện tại thì mình để dành cái này là cũng không còn ý nghĩa gì nữa các bạn. Sắp hết sự kiện rồi nên mình sẽ xả hết thịt luôn các bạn, dùng và đam chết boss để ăn sự kiện luôn các bạn, phụ tem. À, với tem này thì mình gây được khoảng 220 triệu các bạn. Đây là mình mới có 4 món đỏ các bạn. Full là sát thương nó cao hơn ý nhầm. Bây giờ hiện tại mình có thể bỏ thị trấn 2 các bạn để chiếm thêm thành phố 1, thành phố 2, nhưng như vậy cũng không có ý nghĩa gì hết các bạn. Bây giờ chỉ cần dồn đam chết con bích mực này, xong rồi ngày mai mình chiếm được cái city 3 nữa là coi như xong cái mùa mực rồi các bạn. Wow, team này gây tới được 300 triệu các bạn. Không có support tem mau gãy quá các bạn.
Và việc của mình bây giờ là dồn đam để kill bot thôi các bạn. Dùng đam để phụ cùng bang kill bot. Cái con cú bị nó thôi miên thành người của phe nó các bạn. À, nếu mà mình bị biến thành phe nó hết thì trận chiến sẽ bị kết thúc nha các bạn. Đó là lý do tại sao mà nhìn còn 5 con mà kết thúc trận chiến á. Team bỏ hệ nhanh nhẹn ra là không có đam luôn các bạn. Rồi, bot còn khoảng 16 tỷ nữa không các bạn? 16 tỷ máu. Cơ bản ngày mai nữa là con bot này chết các bạn. À, ngày mai bot die anh thành phố 3. Nữa là coi như xong nhiệm vụ. Rồi, ngày thứ 9 như vậy thôi các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào các video sau nha. Xin chào tạm biệt.